trân trọng kính chào bà con cô bác chị và các bạn đã quay trở lại với channel của cô Huế chiều nay. Đây là người bên mọi người nhé, đang chạy từ cái hướng Hồng Vương chạy vào người bên. Người bên ở đây thì bán ẩm thực rất là nhiều luôn. Sáng mà vào nó chỗ người bên này không có ẩm thực, cũng là một trong những cái thiên đường luôn đấy. Đó, bán hải sản này, rau chuối, trái cây. Ở đây là có một ngôi trường ở Bình. Đó, đây là cái tuyến đường mà chạy lên chỗ Đà Nam Giao luôn mọi người nhé. Ở Bình này thì có rất là nhiều hướng để đi. Lên Đà Nam Giao có thể đi lên Ngô Cát, có thể lên Minh Mạc, rẽ về Điện Biên Phủ. Hiện 64 người Bình. Ở trên này có một cái món ăn rất là nổi tiếng, đó là món bánh canh bột lùn. Không biết bán ở chỗ nào. Cơm Bình Dân. Bà con cô bác anh chị đi qua cái cửa Bình để chúng ta cập nhật cái đoạn đường, tuyến đường đi A Lưới. Đi A Lưới thì xe cũng xuất phát từ ở đây trở lên. Bến xe là ở phía nam mọi người nhé. Trà sữa 12k, cà phê muối 15k. Đó, một vài hình ảnh của hàng quán bên này. Đây có con nướng nữa. Khách cho đông cơm tấm gửi mình. Đông dễ sợ luôn. Này cơm tấm 25k. Trà sữa tìm nhà rep. Sợ ở đây là cái thiên đường ẩm thực đấy, vì mấy bạn sinh viên ở đây rất là đông. Sửa áo quần. Đây là cái tuyến đường chạy về chỗ Duy Tân này. Mấy đường tuyến đường ngang với đường cửa Bình này mình ít đi cho nên là ít biết. Cửa Bình này là thuộc phường An Cựu. Xây lăng mộ Lầu Dê Tài Ký 51, biết ở đâu lên đây này à? Lên này là có thấy lăng mộ. Đó. Lên một xíu nữa là lên tới tượng đài Quang Trung. Đó, bên này là tượng đài Quang Trung mọi người này. Trên kia người ta đang làm lăng mộ. Phương An Viên là trả thẳng. Đó, người bên Hoàng Thị Loan. Bên này là tượng đài Quang Trung. Tượng đài Quang Trung nằm sừng sừng ở đây, nhìn thẳng về phía kinh thành Huế. Đó, bên cạnh đây là hòn núi Băng mọi người nhé. Đó, đó là núi Băng đó. Một 150 người bên. Bên này là tới một xíu rồi, tới cái đường này nó cong 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 một xíu thôi mọi người. Xong là tới ngay phía trước đoạn Đà Nam Giao luôn. Di tích địa điểm mai táng bà Hoàng Thị Loan. Ở đây có cái di tích của bà, cho nên là có cái tên của bà luôn. Đấy, đường đặt phía trước người bên. Ký túc xã sinh viên Phú Xuân. Sao thấy cái đường đi vào nó cây cối tùm nhỉ. Cà phê Vương, cây tơ Tiểu Hổ. Đây có một cái trường trung cấp văn hóa nghệ thuật Thừa Thiên Huế này. Cà phê Vườn, ta đi thẳng tới xíu nè. Có một quán cà phê Vườn 197. Vườn 197. Đây nghe kiệt 252 người bình. Sắp hết người bình rồi đây mọi người. Đó, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đi chùa Đàm Hoa. Đó là chùa Đàm Hoa.
211, 213 người bên tới Đà Nam Giao rồi đấy mọi người nhé. Đi ngang trước Đà Nam Giao. Giờ dính cây đèn xanh đèn đỏ rồi. 280. Đó, đi qua đây là cái tuyến đường Tâm Thai này. Đó, chờ cái đèn xanh đèn đỏ còn 7 giây chúng ta sẽ đến với Đà Nam Giao. Cái này là Đà Nam Giao này, xong rồi rẽ bên này là về Điện Biên Phủ. Mình về Điện Biên Phủ. Rồi cảm ơn bà con cô bác anh chị và các bạn đã đồng hành với mình trong cái video lần này mọi người nhé. Đây Đà Nam Giao chạy qua bên kia là đây là đường Điện Biên Phủ rồi mọi người nhé. Chùa Lâm Sơn. Đến đây thì cô Huế xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái video ngày mai. Bye bye bà con nhé. Hôm nay cập nhật cái tình hình thời tiết tại Huế vẫn còn đang mưa mát. Có thậm chí thì có lúc là mưa phùn đậm hạt. Bye bye mọi người.